Thưa quý vị và các bạn, cùng với hoạt động về nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, cập nhật các thành tựu mới trong chẩn đoán điều trị các bệnh nội tiết chuyển hóa đái tháo đường, cũng như thực hiện các dự án phối hợp quốc tế trong lĩnh vực này, Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam đã có những hoạt động hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực nghiên cứu điều trị bệnh lý này. Kết quả của những hoạt động này sẽ góp phần rất tích cực để lùi tình trạng gia tăng bệnh đái tháo đường trong cộng đồng, bởi theo các nghiên cứu, số bệnh nhân đái tháo đường ngày càng tăng và bệnh ngày càng trẻ hóa. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những năm gần đây, đái tháo đường đang trở nên là vấn đề lớn đối với giới y khoa cũng như với cộng đồng. Tần suất bệnh nội tiết đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa là bệnh không lây nhiễm ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong mô hình bệnh tật. Theo kết quả điều tra năm 2012, tỷ lệ đái tháo đường trên toàn quốc là 5,7%. So sánh giữa số liệu thống kê của năm 2002 và năm 2012, thì tỷ lệ mắc đái tháo đường ở Việt Nam tăng tới 211%. Đây là một bệnh nặng gây tổn thương nhiều cơ quan, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Với chủ đề bệnh nội tiết chuyển hóa kỷ nguyên mới, cả thể hóa, các thiệp đa yếu tố, tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ 9, các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành về bệnh lý nội tiết chuyển hóa bệnh lý này đã cập nhật chẩn đoán, theo dõi, chọn lựa thuốc mới trong điều trị đái tháo đường ở người lớn, thái độ xử trí và phòng ngừa tiến triển trên bệnh nhân tiền đái tháo đường. Những cái vấn đề chủ nổi bật trong những cái hội nghị khoa học lần này đó là cập nhật những cái tiến bộ mới nhất trong cái lĩnh vực nghiên cứu và những cái hướng dẫn về điều trị đái tháo đường cũng như là điều trị một số các cái bệnh lý nội tiết và chuyển hóa khác. Và cái kỳ hội nghị lần này thì nó tập trung vào cái vấn đề trên thế giới cũng như Việt Nam chúng ta đang tiếp cận trong cái nghiên cứu và điều trị, đó là cá nhân hóa cái việc điều trị cho cái người bệnh nhân. Và cái việc tiếp cận điều trị này nó ngày càng sớm hơn, mục đích là để phát hiện sớm bệnh, ngăn ngừa những cái biến chứng của bệnh gây ra. Hiện nay, cái tiến bộ về khoa học, về đái tháo đường nói riêng, cả bệnh nội tiết nói chung, phải nói rất rộng và rất sâu. Đặc biệt trong cái thời đại mà cái cuộc cách mạng 4.0, thì phải nói rằng là sự hiểu biết, sự phát triển về các phương tiện điều trị, đặc biệt thuốc men, đã phát triển một cách rất là dữ dội. Hiện tại chúng ta có hơn 40 loại thuốc điều trị đái tháo đường. Những loại gì, cho ai, tuổi nào, có biến chứng chưa là một vấn đề mà đòi hỏi cần có trình độ chuyên sâu. Do đó, xin được đề nghị đó là các bác sĩ chúng ta phải thường xuyên cập nhật. Bệnh đái tháo đường ngày càng gia tăng do lối sống ít vận động, ăn uống không hợp lý, làm gia tăng béo phì, rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, bệnh ngày càng trẻ hóa với nhiều ca mắc đã được ghi nhận ở trẻ nhỏ từ 9 đến 13 tuổi, thanh niên từ 20 đến dưới 30 tuổi. Tuy nhiên, bệnh đái tháo đường tuyếp 2 có thể dự phòng, ngăn chặn được. Có tới 70% bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 có thể đề phòng hoặc làm chậm xuất hiện bệnh bằng tuân thủ lối sống lành mạnh, dinh dưỡng và tập thể lực hợp lý. Trong thời gian tới, Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy lùi tình trạng bệnh lý này. Trong vai trò của Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam, trong tương lai chúng tôi sẽ có những cái hoạt động mà xin được kết hợp với Bộ Y tế và cả cái bệnh viện, các ban ngành để làm thế nào có một cuộc vận động rộng lớn trong nhân dân, làm thế nào để tránh những cái nguyên nhân gây đái tháo đường, đặc biệt là tình trạng thừa cân béo phì và kém hoạt động thể lực, không chịu tập thể dục. Thì tôi nghĩ rằng có rất nhiều biện pháp để thực hiện, nhưng đó là một biện pháp khả thi. Vấn đề là kế hoạch chúng ta thực hiện làm sao nó thật tốt để người dân nhận ra, hưởng ứng, tự ý thức để tham gia phòng căn bệnh có thể phòng ngừa này. Việc thúc đẩy vai trò của gia đình trong việc quản lý, chăm sóc, phòng ngừa bệnh đái tháo đường, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc tầm soát sớm bệnh, giảm thiểu nguy cơ biến chứng, từ đó hạ tỷ lệ tử vong cũng như chi phí điều trị đối với người bệnh là vấn đề cần được quan tâm hiện nay.